thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. Con xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay cùng với Hội Thánh Toàn Cầu, chúng ta long trọng mừng lễ tất cả các thánh nam nữ trên nước thiên đàng. Chúng ta biết các ngày trong năm phụng vụ, Hội Thánh chỉ mừng những vị thánh đã được tôn phong cách cụ thể rõ ràng và có ngày kính nhớ. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có biết bao nhiêu vị thánh vô danh chưa được biết đến, dù họ thực sự là những người thánh trước mặt Thiên Chúa. Vì thế hàng năm vào ngày mùng 1 tháng 11, Hội Thánh dành riêng một ngày để mừng kính chung tất cả các ngài. Những vị thánh mà hôm nay chúng ta mừng lễ, họ là ai? Họ nên thánh như thế nào? Và việc mừng lễ các thánh, Hội Thánh muốn nói với chúng ta điều gì? Thưa cộng đoàn, các thánh hôm nay mừng lễ là những người được nói đến trong sách Khải Huyền ở bài đọc 1 hôm nay. Đó là một đoàn người thật đông, không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Một đoàn người thật đông, không tài nào đếm nổi, nghĩa là trong số các thánh mà hôm nay chúng ta mừng lễ, có những vị thánh là những người thân yêu của chúng ta, là ông bà tổ tiên, cha mẹ, là bạn hữu của chúng ta, những người đã ra đi trước chúng ta. Vậy thì họ đã nên thánh bằng cách nào? Một lần nữa bài đọc 1 cùng nói cho ta biết rõ, các thánh là những người đã đến sau khi đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Như thế, kính thưa cộng đoàn, không phải ai sinh ra cũng là đã là thánh nhân. Họ không phải là những con người hoàn hảo, không có những lỗi lầm thiếu sót trong đời sống. Các thánh cũng không phải là những siêu nhân, không là những con người phi thường vượt trên đám đông nhân loại. Các thánh cũng không phải là những con người bất thường kỳ dị. Trái lại, các ngài là những con người rất đỗi bình thường như chúng ta. Khi còn sống ở trên trần gian này, các ngài cũng đã từng kiêu căng, giận hờn, ghen ghét, đố kỵ, tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen, vân vân. Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh, các ngài luôn đặt niềm tin tuyệt đối của mình vào Thiên Chúa là đấng xót thương. Đã nhận ra thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình, từ đó đã để cho Thiên Chúa giặt sạch và tẩy trắng tâm hồn mình. Để rồi nhờ ơn Chúa trợ lực, các ngài đã cố gắng vươn tới trên con đường thánh thiện như Chúa Kitô. Bí quyết nên thánh của các ngài là sống tám mối phúc thật, đón nhận ân sủng của Chúa cách vô điều kiện, kết hiệp với ân sủng đó, vâng theo thánh ý Chúa và trở thành những bạn hữu của Thiên Chúa trong chính bổn phận hàng ngày của mình. Có rất nhiều vị thánh khác nhau bởi vì có rất nhiều con đường nên thánh. Trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã trình bày cho chúng ta những con đường nên thánh
những con đường để được hạnh phúc đích thực trên thiên đàng. Chính con đường này đã giúp cho mọi người nên thánh bằng mọi cách thức khác nhau. Cũng có những người nên thánh vì sống tốt, sống ngay thẳng, trung thành với Chúa và giáo huấn của Người, dù phải chịu bách hại khổ sở, thậm chí bị giết chết. Có những vị thánh là nông dân chân lấm tay bùn, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vất vả nuôi con khôn lớn. Có những vị thánh lại là những người vợ nổi trợ âm thầm trong gia đình, nhưng lúc nào cũng vui tươi. Có những vị thánh sẵn sàng hy sinh công sức, thời gian, tiền bạc để phục vụ Chúa và tha nhân. Có những vị thánh là ca viên, đã biết dùng lời ca tiếng hát của mình để phục vụ cộng đoàn, phục vụ Thiên Chúa trong mỗi thánh lễ hàng ngày. Cũng có những vị thánh xuất phát là những người con ngoan hiền trong gia đình, yêu thương cha mẹ, hiếu thảo với mọi cha mẹ, ông bà, sống yêu thương đùm bọc lấy anh chị em của mình. Cũng có những vị thánh là các em thiếu nhi chăm ngoan học giỏi, hàng tuần đến ngày Chúa Nhật đến nhà thờ để tham dự dạy giáo lý, học các giờ học giáo lý, tham dự thánh lễ một cách sốt sáng. Và cũng có những vị thánh xuất thân là chúng sinh, là linh mục, là giáo hoàng, nhưng cũng có những vị thánh chỉ là một em lễ sinh. Và cũng có những vị thánh là những bạn trẻ nghèo ở quê lên các chốn thành thị để sống, nhưng không để cho đời sống hiện đại, để cho đời sống cơm áo gạo tiền chi phối mình. Thay vào đó, các bạn đã nỗ lực giữ mình, giữ căn tính của mình, và đến ngày Chúa Nhật vẫn đều đặn đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Nói tóm lại, các thánh nam nữ mà chúng ta mừng kính hôm nay là những con người rất bình thường như chúng ta. Nhưng mà các ngài đã biết thực hiện hiến chương nước trời, tức là tám mối phúc thật ngay trong trần gian này. Vậy thì mừng lễ các thánh hôm nay, Thiên Chúa và Hội Thánh muốn nói gì với chúng ta trong tư cách là những người đang còn trên bước lữ hành? Kính thưa cộng đoàn, việc mừng kính các thánh hay không thì cũng chẳng thêm gì cho các ngài, bởi các ngài đã là thánh. Nhưng việc mừng kính các ngài là để tôn vinh, cảm tạ lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho những điều kỳ diệu nơi cuộc sống và con người nhỏ bé của các ngài. Và để một lần nữa chúng ta hiểu rõ hơn mầu nhiệm hiệp thông giữa trong Hội Thánh, giữa Hội Thánh Khải Hoàn là các thánh trên trời mà chúng ta đang nói đến, với Hội Thánh Lữ Hành là chính chúng ta ở đây. Đồng thời qua việc tôn kính các thánh, Thiên Chúa và Hội Thánh muốn tất cả chúng ta hãy noi theo gương mẫu của các ngài trong đời sống đức tin. Vậy thì là con cái của các thánh trên trời, là người Kitô hữu và cũng là con cái của Thiên Chúa, ta phải sống đức tin như thế nào trong bối cảnh ngày hôm nay? Thưa cộng đoàn, đó là trong đời sống ngày hôm nay, chúng ta hãy làm tròn bổn phận của mình trong gia đình, ngoài xã hội, nơi trường học, nơi công sở. Trong tất cả mọi cảnh huống của cuộc sống, chúng ta cố gắng nỗ lực kết hiệp với Chúa, đem các giá trị tin mừng là các tám mối phúc vào trong lời ăn tiếng nói, trong những lựa chọn, trong những quyết định của chúng ta. Đó là cách chúng ta nên thánh, kính thưa cộng đoàn. Tiếp theo, đời sống của chúng ta phải được xây dựng dựa trên ba nền tảng vững chắc, đó là hướng về Thiên Chúa bằng việc khao khát nên người công chính, hướng về tha nhân qua việc xót thương người, và hướng đến bản thân bằng việc cố gắng giữ cho tâm hồn mình luôn luôn trong sạch. Thưa cộng đoàn, tám mối phúc thật mà chúng ta nghe hôm nay đó là những con đường nên thánh mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy thực hiện theo. Khi chúng ta nỗ lực cố gắng xây dựng hòa bình, xây dựng sống một đời sống khó nghèo, âm thầm hy sinh, kiến tạo sự hiệp nhất, đó là chúng ta đang nên thánh, đang nỗ lực nên thánh. Những con đường đó
rất độ bình thường mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được nếu chúng ta biết kết thiệp với ơn của Chúa. Đồng thời trong tông huấn Hãy vui mừng và hân hoan số 14, Đức Giáo Hoàng Francisco nói với tất cả chúng ta là con cái của Ngài rằng tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh qua việc sống cuộc đời yêu thương và làm chứng trong mọi việc ta làm và bất cứ ở đâu. Nghĩa là ta chỉ việc làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình trong gia đình, ở trường học, trong công sở và ngoài xã hội là chúng ta đang tiến một bước rất dài trên con đường nên thánh. Xin các thánh cách riêng là thánh bổn màng của mọi người chúng ta chuyện cầu nguyện chúc cho chúng ta, để chúng ta biết noi gương các ngài, sống xứng đáng với vai trò là một người Kitô hữu bằng việc làm chứng cho tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu ở giữa thế giới mà chúng ta đang sống, và nỗ lực nên thánh mỗi ngày thông qua công việc bổn phận nhỏ bé hàng ngày của mình. Amen.